Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GV khám phá Nhật Bản nha. Thì hôm nay là ngày cuối tuần mọi người ơi. Lại rảnh rỗi rồi quay video cho anh em cùng xem nha. Thì nói chung thì mấy ngày thường đi làm thì hôm nay thứ bảy chủ nhật để nhà quay tranh thủ quay video nha. Để coi Megumi đang làm cái gì trong phòng ngủ đây. Konnichiwa. Gì? Sao? Sao đeo khẩu trang vô? Tôi sợ nó. Nên đấy. Nani sten no? Soji. Ê, ở đâu nổ? Thì các bạn ơi, thì thường thường thì ở Nhật thì khoảng 1 đến 2 tuần á thì mình sẽ lấy cái thảm, lấy cái mền để nệm ra mọi người, mình giặt nha. Đó. Thì ngủ dậy xong rồi mình sẽ xếp hết mấy cái mùng mền chiếu gối mình bỏ trong cái tủ này nè. Ở Nhật nó gọi là cái tủ âm tường nha. Đó. Trong cái tủ này mình có thể cất mùng mền đồ vô nè. Megumi đang dọn vô. Đó, trong những cái tủ như thế này. Đó, thường những tủ như thế này ở Nhật các bạn, nhà nào mà ma ám á là thường thường hay có ma nó ngồi trong đó đó mọi người. Còn nhà thì cái đó là bữa sau mình sẽ làm một cái video clip riêng nha. Ở trên đây nó cũng có một cái hộc tủ nữa. Đó. Đó, mình cất rất là nhiều đồ trên đây. Nhà bằng gỗ mọi người. Nó tận dụng hết tất cả khoảng không gian để làm những cái nơi chứa đồ và những cái nơi để mình có thể sử dụng được. Ở dưới đây là những cái đồ chơi của Lily nè. Đó, mấy cái con gấu bông đồ thứ nè. Bây giờ mình sẽ dọn rồi mình sẽ lấy mấy cái nệm ở dưới ra mình giặt nha. Để cho nó đừng có bị móc meo rồi nó bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là thử hỏi Megumi coi thêm xin đẻ thêm một đứa em bé nữa, coi coi phản ứng của Megumi như thế nào cho mọi người. Nhưng mà bây giờ đang tranh thủ dọn dẹp rồi. Đó thì mình chút xíu nữa mình cũng nhảy vô mình phụ nha. Bây giờ đang quay cho anh em rồi, có nhiều người nói sao thấy vợ làm mà không chịu nhảy vô phụ. Phụ rồi lấy ai quay mọi người. Để mình hỏi Megumi coi sao tự nhiên thấy mọi người cái đeo khẩu trang vô nha. Nè nè. Nan de video toru to masku suru no? Ima ne, ha no chiryou shitete. Ue no ha ga nai kara. Itsu made? Kanda 1 kagetsu ka, saiyaku 2 kagetsu te. So nano? Nanka, koko no kizu ga naonnai to tsukerenai natte. Bitsu ni ii janai? Mise. Mask tốt thì mình sẽ nên đấy. Mọi người muốn coi mà. Mình sẽ. Thôi nói chung thì Megu ngại á mọi người. Nói chung thì các bạn biết á thì Megu nó có cái răng ở trên, răng cửa ở trên á. Hồi kỳ hồi nhỏ bị chiến tranh rồi bom đạn hạt nhân tới làm gãy cái răng. Xong rồi đi trồng cái răng ở bên Nhật thì cái răng nó bị đen cái chân á mọi người. Xong rồi bây giờ quyết định là làm răng sứ luôn. Thì bây giờ làm răng sứ thì bác sĩ mới là tháo ra mà làm gắn ốc vô luôn á. Bắt đầu bác sĩ mới tháo ra rồi đợi cho nó lành cái vết thương cái răng á mọi người. Đó gì để mới bắn ốc vô làm. Cho nên bây giờ không có cái răng ở răng trên nè. Mấy người ngại không dám quay video. Đi đâu rồi. Đó. Quyết định làm răng sứ cho nên bây giờ không có răng nên là không dám quay video mọi người ơi. Nói chung thì là mình tôn trọng cái quyết định của Megu nha. Mình không có nên ép buộc gì hết đó. Bữa sau thì nếu mà không quay được mặt thì không có quay video được, mình sẽ mời bố vợ qua làm một cái series ăn uống nha mọi người. Mình sẽ làm những món Việt Nam rồi mình mời ông bố ăn uống nha. Đây Megumi đang lấy quần áo ra để giặt rồi chuẩn bị giặt một số quần áo nữa. Đó, những ngày cuối tuần của tụi mình đó là như vậy đó. Thường thì sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, nấu nướng, rồi giặt quần áo, phơi quần áo. Những ngày đi làm thì mình không làm được thì mấy ngày này mình sẽ tranh thủ mình làm nha. Đó. Nani? Cứ nhìn liếc là... Mắc cỡ mọi người, đi ly nè. Mặc coi mặc quần, tà lõ ngày trời chứ ấm lên rồi mọi người. Cứ đi theo quay vậy chị mắc cỡ chị. Giả bộ lâu lâu cái giả bộ mình hù mình giật cái khẩu trang này nha.
あのね、はい、ちょっとね、うん、マスク取って。本当にやめろ。え、マスク取って。Thôi kẹo mấy cái mấy gương như đó được rồi người ơi. Kẹo nhiều quá chửi á. Coi coi giặt đồ rồi còn cái gì đây. Sợi nó nỉ. Sắc sắc kì nó sợi nó nỉ. Đây anh em ơi, tranh thủ mấy người không có đeo khẩu trang mình vô mình kẹo nha, đó đó đó. Sao biết thế? Anh em thấy căn phòng quen thuộc không? Đó. Đang lên TikTok cái mấy ông nội TikTok kêu căn phòng quen thuộc. Nhà Nhật nào thì phòng nó chẳng như thế này mọi người. Thì nhà nào nó cũng có cái phòng có chiếu á mọi người. Ở dưới đây nó là cái thảm gỗ nha. Thảm gỗ xong rồi người ta sẽ lót cái chiếu lên. Đó, tùy phòng, diện tích của phòng bao nhiêu thì người ta sẽ lót bao nhiêu tấm chiếu. Đó, cứ cuối tuần mình dọn dẹp, mình ấy cho nó sạch sẽ rồi đó. Mấy cái mền lên. Thì anh em nào ở Nhật thì cũng nên thỉnh thoảng mình nhớ dọn dẹp nha. Để tránh mấy cái con bọ rồi nó bò vào trong mền mình, nó làm móc mền. Tại vì Nhật nó có mùa đông á, thì nó hay có những cái độ ẩm cao á mọi người. Thì những cái mền này nó thường hay đóng lại những cái độ ẩm đó đó, nó làm móc mền lên á, nó rất là hôi luôn. Nói gì đi chứ, nên cởi serviette. Còn bên đây là quay cho anh em coi là bên ngoài bây giờ gió đang rất là to luôn, thì bữa nào mình rảnh thì mình sẽ quay phía bên ngoài nhà để mình coi nha. Đây mở cái cửa ra, đây nó có cái vườn đó. Quay cái vườn cho anh em coi nè, bên đây nè, mốt mình có cái gì mình sẽ cải tạo lại. Cải tạo lại mình sẽ đào đất lên mình trồng rau nha. Bên đây là nhà của người ta. Đó, ở ngoài gió lớn lắm. Thì đây mình không có mở cửa ra. Mở cửa ra mới có ngoài gió thổi vô nói nó ồn á mọi người. Đó. Đây là căn phòng của nhà mình. Tạm thời bây giờ dọn nó lên cho nó gọn gọn vậy thôi. Lâu lâu mình mở cửa sổ ra cho gió cho ấy nó vô, nó làm thoáng khí trong nhà nha. Mày cứ nhe răng ra coi á coi. Y y. Bất động luôn, hồi nãy mới hát hò lung tung luôn rồi, giờ im lặng luôn rồi. Chung từ cái hôm mà tháo cái răng ra xong rồi ấy để chờ cho nó lành cái vết thương lại á là mình ghẹ hoài luôn à. Ghẹ hoài luôn à, nay không có quay được cho anh em coi. Nên đeo mask xin nữa. Đeo khẩu trang vô cái tự tin cái nói à. Nên đeo saki mask xin ai tôi kêu sao vì nó có tình nữa. Kêu đô cười cứ. どこ行きたい？いっぱいある行きたいとこ。掃除機も買いたいし、うん、中央にも行きたいし、うん、あとリリはおもちゃ屋さん行きたいって言ったし、うん、公園も行きたいらしいです。で今何時？今ね、3時。今は3時chiều rồi mà đòi đi tùm lum chỗ đó sao đi được？明日だな。うん。Ngày mai đi mai đi vườn dâu nha, vườn dâu Ichigo Gari. Ở bên Nhật thì những cái ngày này các bạn, những ngày tháng 2, tháng 3 này thường thường thì những cái vườn dâu bắt đầu hoạt động á, rất là nhiều dâu luôn. Thì bữa nào mình sẽ đi quay cho anh em coi nha. Dâu ăn của Nhật rất là ngon nè nè. Kotoshi wa ne ma ima っていうかまあ子供欲しいんだけど。どう？本当。うん。じゃあ今から作ろうか。え？そんな簡単なの？欲しい？うん。欲しい。あと何人ぐらい欲しい？一人かな。一人？
あと俺あと5人ぐらいかな。いいじゃん。日本では子供を産んだらなんか不要、あの、お手当もらえるんじゃない。死んじゃうよ。死んじゃう。À, biết ở Nhật mà nhà nào càng nhiều em bé thì nhà nước càng hỗ trợ cho tiền để hỗ trợ cuộc sống gia đình đó mọi người. Cho nên là không có sợ là đông con mà vất vả nha đó. Nhưng mà nói chung thì tùy mỗi gia đình thôi. Gia đình nào mà chi xài nhiều quá thì đương nhiên là sẽ vất vả rồi. Những gia đình nào mà chi xài tiết kiệm thì nó sẽ đủ ăn đủ sống. Mê cười đòi đẻ thì đẻ thêm một đứa nữa chứ thôi. Mình chứ bọn nó đẻ em 5 đứa nên mê cười không chịu. Chà Yoni多いよ。なんで多いの？いいじゃん。多いよ、4人も。リー含めて4人。うん。あと3人だけ。つら。つら。じゃあ次は、男がいいか女の子がいいか。リリは男の子がいい。リリは男がいいって言った。うん。ね、メグは？まあ元気ならどっちでも。本当？嬉しいかな。うん。お名前は考えた？名前ね、女の子。うちの家族女しかいないから、うん、女の名前はいっぱい出るんだけど、うん、男の子だと難しい、考えちゃう、うん、だってめぐの家族みんな最後の名前はみっていう。そう、みんなみつく、ね、みんなみとかめぐみとかね、のぞみとか、ね、うん、だからね、女の子は結構浮かぶけど、うん、本当に男の子は浮かばないから、うん、迷う。まあとりあえず衣を作ってから。言い方ね。じゃあ今から作ろうか。今いい。なんで？パンないから。関係ない。なんで歯がないも関係ない。治んないとさ、詰まりとかだったら死んだの。大丈夫。歯医者さん行けないじゃん。行こう、今から作ろう。行こう。バカだ。Thôi bây giờ anh em ơi, tụi mình sẽ thay đồ rồi, chuẩn bị đi ra ngoài đi mua đồ đó thứ nha. Đó, đi mua sắm, đi mua đi chợ đó thứ. Rồi nói chung thì anh em cảm thấy video thú vị thì hãy cho mình xin nút like, đăng ký và chia sẻ video giúp tụi mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video đến phút này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau nha. Bye bye. Mắt sức của tốt. À, cảm ơn.